bà xã thì bà xã cưng xe hơn, cho nên bà xã đậu xe ở ở trong nhà, xe Việt Lê đậu ngoài và khoảng trống này cho nó rộng rãi căn nhà. Việt Lê hồi xưa thích lắm, thích căn nhà mà có cái đường rộng rãi phía trước, cộng cộng thêm đó là có gara rộng thế này, mình có thể mình sửa chữa đồ đạc trong này, đó là mình có một khoảng không, cảm giác nhà nó thoáng mà cảm giác cuộc sống nó nhẹ nhàng á. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Ghê cái nào? Sáng đi ra lấy thư, kiểm tra thư. Có cái thư gì gửi về cho mình nè. Morning. Are you good? That is beautiful day. À, nói chuyện với hàng xóm. À, sáng đi ra lấy thư. Thư họ giao cái mỗi sáng là mình sẽ công việc mình ra ra hòm thư trước nhà để lấy thư. À, và công việc mỗi sáng ra lấy thư xong lúc nào cũng chào hàng xóm. Hàng xóm bữa nay ở nhà nhiều là chào nhiều, mấy bữa buổi sáng đôi khi chào một hai người, còn anh sáng giờ là chào mấy người nhà đối diện tùm lum hết. À, sáng ra quét sân đồ đó. Cái khu nhà ở Việt Lê đây, mấy đợt trước thì Việt Lê quay cái clip toàn ở ngoài thôi. À, bữa nay mới bắt đầu Việt Lê sẽ quay cái clip này trong nội thất bên trong nhà, các phòng ở như thế nào, và một căn nhà Việt Lê thuê trị giá 1.700 đô la một tháng ở Mỹ nó ra làm sao. À, cả nhà cũng mấy clip trước thì Việt Lê quay là quay trong phòng thôi, bởi vì lúc đó còn ở chung với anh chị chủ nhà. Bữa nay chủ nhà dọn đi qua nhà mới rồi thì mình là sở hữu toàn bộ căn nhà này, sở hữu nhưng mà thật ra là thuê thôi nha. À, thì thuê trong vòng còn mấy tháng nữa thôi, khoảng chừng 6 tháng nữa là Việt Lê xong việc rồi, mình cũng sẽ dọn đi bang khác như thế nào đó mình tính tiếp. Cái giá thuê nhà ở bang Việt Lê nó tương đối rẻ, 1.700 mà cho thuê nguyên một căn nhà nguyên căn như thế này, nhà nhà trong khu phố này cũng thực gọi là single house rồi đó chứ, rồi và không chung vách ai hết mà, và có 3 phòng ngủ, 3 toilet, gara đậu được 2 chiếc xe, sân rất là rộng và có vườn phía sau nữa. Việt Lê quay cho cả nhà coi. Thì nhiều cô chú anh chị nói là nhà này Việt Lê thuê rẻ quá, bên Cali phải 3-4 ngàn cơ. Thì dạ, thì tùy mức sống mỗi bang thôi, bang Việt Lê thì mức sống nó thấp thì giá thuê nhà nó rẻ. Cái bang này lạ lắm, nhiều bạn bè Việt Lê ở Việt Nam sang Việt Lê qua đây hỏi, bạn bè nó hỏi là ở Việt Lê qua bang này, Việt Lê nói cái bang South Carolina này không ai biết. Không ai biết hết, cái bang này quá lạ. Nước Mỹ 50 tiểu bang, những cái bang nổi tiếng thường xuyên người Việt mình ở nhiều thì sẽ biết thôi, còn những cái bang ít người Việt như vậy thì ít người biết lắm. À, mấy tập kia Việt Lê trong nhà quay ra xe phía trước không có biển số, tiểu bang Việt Lê không có gắn biển số phía trước, gắn phía sau thôi. Và cũng có lẽ cũng Việt Lê nghe nói nhiều tiểu bang cũng không có gắn biển số phía trước, một số tiểu bang gắn cả hai, nhưng mà tiểu bang Việt Lê biết sống ở đâu biết ở đó thôi, không gắn biển số phía trước chỉ gắn biển số sau thôi. Nghe là thắc mắc là mới mua xe hay là chạy xe không gắn biển số đó, xe người ta ở đây đâu có xe nào gắn biển số phía trước đâu, phía trước muốn gắn gì gắn, có người muốn gắn hình này hình kia tùy người ta. À, ôi sen thứ bảy morning, ra gặp hàng xóm mà. Chào morning, buổi sáng. Ê, họ chào mình trước mình chào lại, mình chào trước cũng được, cái nào cũng được. Không, ở đây họ rất là chan hòa, hàng hàng xóm kế bên đi ra lại gặp là chào 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 suốt. Mình sống trong khu này không thấy người ta cũng chan hòa chứ không có phân biệt gì lắm. Cả nhà thấy rồi ha, đây là một khu phố nhà liền kề nhau. Ở đây mỗi căn nhà như vậy sẽ có cái khoảng không trống giữa hai căn nhà nè, đây khoảng không trống bên này cũng có, bên kia cũng có, ngăn cách hai căn nhà không chung vách không gì hết. Cái sân phía trước đậu, sân phía trước này đậu được 2 chiếc xe nè, phía trước này đậu được 2 chiếc xe rồi, phía trong gara cũng đậu được 2 chiếc xe, rồi tổng cộng là đậu được 4 chiếc đó. Cái gara mở cửa xuống ở trên cái lầu mình vô nhà nha. Gara này Việt Lê để không nhiều đồ đâu, một số người như ở đây á, mấy cái nhà hàng xóm đối diện Việt Lê như hay bên cạnh Việt Lê cũng vậy đó, người ta biến gara thành cái nơi sinh hoạt phòng khách của người ta luôn, để 2-3 tivi, để tủ lạnh đồ, để ta ngồi ăn uống nhậu nhẹt cuối tuần gì đó. Đó, mình sẽ vô đây, đây đồ đi làm Việt Lê nè, đi làm thì Việt Lê sẽ mang ủng, còn mấy đồ đồ cắm cắm trại. Việt Lê không đậu xe trong này, vì xe Việt Lê đậu ở ngoài. Bà xã thì bà xã cưng xe hơn, cho nên bà xã đậu xe ở ở trong nhà. Xe Việt Lê đậu ở ngoài và khoảng trống này cho nó rộng rãi căn nhà. Việt Lê hồi xưa thích lắm, thích căn nhà mà có cái đường rộng rãi phía trước,
cộng thêm đó là có gara rộng thế này, mình có thể mình sửa chữa đồ đạc trong này, đó là mình có một khoảng không, cảm giác nhà nó thoáng mà cảm giác cuộc sống nó nhẹ nhàng á. Đường phía trước cũng rộng rãi, xe ra đi chứ cũng không có xe này đậu chắn đường, chắn nhà xe kia rồi phiền phức á. Thì có một khoảng sân rộng ha. Chiều con nít đồ chơi ngoài này cũng rất là hay. Thích cái nhà kiểu này. Rồi mình vô trong nhà ha. Có hai cửa, cửa đi vào bên kia và cửa vào gara, thì là hay đi bằng cửa gara cái này nè. Rồi cứ vào nhà đi. Yeah. Đây bước vô thì đây là phòng giặt. Phòng giặt ủi. Rồi. Đây là hai cái máy giặt. Một cái máy giặt, một cái máy sấy, mở đèn lên. Rồi. Một cái máy giặt, cái máy sấy. Phòng giặt riêng có hai cửa tách biệt thôi. Treo áo mùa đông ở đây. Giờ đang mùa đông nên treo để bước vô là cởi áo ra để ở đây ha. Rồi, bước vô. Bước vô thì có một cái toilet ngay đây. Toilet này, toilet phòng khách. Bà xã Việt Ly gắn mấy đèn cảm ứng hết rồi. Bước vô là sáng luôn, không cần phải bật đèn đâu, thích bật thì bật thôi. Đây, nhà này ba toilet, toilet đầu tiên ở dưới này ha. Phòng khách. Bếp, bà xã đang nấu cơm trưa. Xã Việt Lê đang cày lại phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên á. Xưa cả nhà có phim này không? Qua đây tự nhiên là thấy coi lại. Đây là cái sân sau. Đây. Cái sân sau mở rộng ra. Đây. Phía sau để cái bàn này sáng ra, sáng sáng là uống cà phê, hai vợ chồng uống cà phê rồi chiều chiều ra ăn đồ nướng á. Nướng. Để cái lò nướng á. Chiều nướng nướng đồ ăn, nướng thịt, nướng đồ mà ăn mình ngắm hoàng hôn lặng phía bên đó đó. Hoàng hôn lặng phía bên đó đó. Rồi. Yeah. Nhà này là mặt tiền phía trước là hướng đông nam á. Hướng đó là hướng tây. Đó, mặt trời lặn phía bên đó. Rồi, có cái đốc vậy ha. Trời mưa nên cái gỗ nó hơi ẩm ướt. Đây, phòng ăn. Tủ lạnh. Ở đây bếp á, họ làm một cái storage room á, hay lắm. Mở ra đây là cái phòng nó đựng rất nhiều đồ ăn. Mình bước vô đây luôn. Mình bước vô đây luôn, mình đóng cửa lại luôn. Một cái phòng để đồ ăn, thức uống tùm lum hết để mình giống như cái kho đồ ăn á, không có để lung tung như vậy, để cho cái bếp nó gọn hơn á. Mình lại mình đóng bếp lại là xong. Mình đóng lại là xong. Còn này là bếp nấu ăn thôi. Yeah. Rồi. Bếp ở đây thì họ lựa chọn bếp ga hoặc là bếp bếp điện, tùy mình ha. Bếp phòng ngoại á, hay phòng khách. Nó lại chỗ này có bộ salon, nhưng mà Việt Lê nhà ở có ba người sinh hoạt trên lầu hết rồi, đâu bộ để salon thì để cho nó thoáng luôn. Cái lại mình thuê nhà mình cũng xây dọn đi trong thời gian ngắn năm á, cho nên là mình không có sắm sửa gì hết, mai mốt dọn đi cực lắm, đồ càng ít càng tốt. Đây là cái phòng khách, quay cho cả nhà coi kết cấu một căn nhà này. Qua đây một cái cửa, mà cửa chính ở ngoài vô nè. Đó, cửa ngoài sân nãy vô đó, phải đi cửa bên hông này nè. Cầu thang đi lên lầu nè. Ở xã Việt Lê cũng gắn mấy cái đèn cảm biến gì nè, mua trên Amazon á, đi tới đâu sáng tới đó, khỏi bật công tắc buổi tối đi nó sáng á, tiết kiệm điện nữa. Đây là cái phòng mà Dory thích nhất. Đây là gọi là dinh thự của Dory đây. Phòng này là phòng chơi của Dory. Trên này có một cái phòng nó lỡ cỡ, nó nối bên kia một phòng ngủ, bên này hai phòng ngủ, cái toilet đúng không? Thì bên này một phòng ngủ chính, phòng master bên này. Thì ở giữa khoảng không này nó có một cái phòng. Phòng ở giữa thì sinh hoạt trên này hết. Thì chỗ này là chỗ chơi Dory. Chơi Dory là Dory thích làm mà. Thích làm thủ công á. Cho nên là rất nhiều đồ làm thủ công của Dory ở đây. Để chơi. Để mình làm thủ công vẽ vời cái này kia rồi đó. Bớt iPad lại ha. Đây còn có một cái phòng nhỏ. Họ làm rất có nhiều phòng nhỏ. Đựng đồ này nọ. Có một cái cửa sổ nhìn ra nhà bên cạnh.
Rồi giờ mình đi phòng ngủ đầu tiên ha. Thật ra nó đây một phòng ngủ nè, đây một phòng ngủ nè, bên kia phòng ngủ nữa kìa, là ba phòng ngủ ha. Nhưng mà Việt Lê lại, nhưng mà Việt Lê lại lại ở một phòng thôi, cả gia đình ở phòng, hai phòng này trở thành hai phòng làm việc. Bên này phòng làm việc của bà xã, à, bà xã Việt Lê còn làm việc online trên mạng, làm việc công cộng công việc ở Việt Nam. Thì phải là phòng làm việc của bà xã. Đồ ăn thức uống của Dori bên này kẹo bánh gì đó, lâu lâu muốn ăn thì chạy qua lấy rồi. À, và phòng này một phòng ngủ, họ có hai cửa sổ nè. Ở đây cũng có phòng cái phòng phòng để đồ đó, lâu xịt đó, bên Mỹ gọi là lâu xịt đó ha. Để đồ thì đồ đạc này đó, quần áo gì đó mình để. Mở góc rộng cho rõ, giờ đi qua phòng ngủ thứ hai. Thì phòng này cũng Việt Lê không làm phòng ngủ, Việt Lê làm phòng làm việc của Việt Lê ha. Ở đây là cái phòng làm việc mình, nơi mà mình sáng tác ra những cái clip YouTube làm về cái việc mà sáng tạo nội dung YouTube đó. Đây mặt tiền phía trước, nhìn nhìn ra trước nhà đây. Chỗ làm việc của Việt Lê. Rồi là lo đồ riêng qua hai ngồi ghế này, ngồi chơi iPad coi ba làm việc. Đây cũng có một cái lo xịt để mình để đồ đặt quần áo rồi, hay để váy đồ đồ của Rudy ở đây. Đây là một cái toilet nè, toilet thứ hai nè, này đây là một cái toilet thứ hai. Toilet thứ hai, ok rồi, đèn cảm biến hết rồi. Đây là phòng ngủ master, phòng ngủ lớn nè, ngủ hết ở trong này. Đây là giường king. Việt Lê ngủ, Việt Lê lăn dữ lắm cho nên bà xã đặt giường king bự lắm, ở ngoài thấy bự lắm. Đây là giường Nori, vì thích ngủ dưới đất ở cho ngủ dưới đất luôn. Mê gấu bông, sắm một đống gấu bông. Mỗi lần đi siêu thị, đi Walmart thấy đẹp đẹp cũng mua gấu bông. Sao con? Hả? Ba qua giường ngủ con nè. Đây một cái góc chiêu chiêu, bà xã hay ngồi đây ngắm ngắm đường. Vô toilet quay gì đó bà. Đang đang khoe cho bà ngoại cái toilet. Bà mới lắp cái toilet bằng bằng điện của mới lắp cái toilet bằng bằng điện của hãng Kohler. Rồi khoe bà ngoại là cái đó đó. Cái đó là cái nắp của hãng Kohler, chuyên về thiết bị nội thất, vệ sinh nhà cửa rất là nổi tiếng thế giới ha. Mình đặt cái đó về để mình gắn lên cái toilet cũ của chủ, mình gắn cái đó lên. Thì cái này là mục đích là để giống như là mấy cái toilet ở bên bên Nhật, những khách sạn 5 sao cả nhà. Thì nó có xịt rửa và vệ sinh toilet cho mình mọi thứ bằng điện hết, sưởi ấm này nọ mùa đông á. Thì cái này Việt Lên mê á, thích lắm. Đi mấy khách sạn 5 sao thích lắm. Thì qua đây mình mua về mình gắn vô, mua trên Amazon á. Đây nè, Việt Lê cũng thích cái này. Nhà Mỹ có một cái Việt Lê thích thích đây nè. Mở điện lên nè, đâu nè. Mở điện cho, rồi mở điện nè. Đây là cái phòng gọi là phòng phòng thay đồ. Họ có một cái phòng thay đồ riêng, một cái phòng riêng trong đó đó. Bước vô là vừa là để đồ đạc của mình, đồ quần áo á, để chỗ mình thay đồ luôn. Đó phòng thay đồ trong này luôn, để đồ đạc thay đồ của mình. Chỗ đó vừa thay đồ vừa thấy ở đó luôn. Thì nhà càng càng to thì phòng thay đồ nó càng lớn thôi. Mình không có nấu cái gì đây. Bò kho. Ủa múc ra rồi hả? Hủ tiếu hả? Hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Đây ok, ok. Yeah, hủ tiếu bò kho. Đây, tô bò kho của ba đây. Sáng nay mình không đi học, mình sẽ được đi chơi thứ bảy. Sáng nay ăn sáng ở nhà, cho nên là chỉ có ghé McDonald's để mua cà phê thôi. Mỗi sáng nào mẹ Tú cũng phải một ly cà phê. Sáng nay không ăn đâu nồi rồi. Ba thấy
Mẹ tối thì McDonald's, Dory thêm một ly nước chanh. Trời. Mẹ tối cà phê với McDonald's. Mẹ tối ly cà phê, Dory ly nước chanh. Ôi trời. Ba không có gì hết. Hay mẹ coi buổi sáng vẫn nhấp nhé cho nó chép. Một cái thức uống gì đó hả? Bữa nay bên đi cắt tóc nè. Tóc bà dài rồi.